và các bạn thân mến. Cesare Filippi cách biển hồ Galilee khoảng 25 dặm về phía đông bắc. Thành phố này nằm dưới quyền cai trị của quận vương Filippi. Đa số thị dân là người ngoài Do Thái giáo. Tại đây, người ta vẫn còn thấy những đền thờ của các thần Baal. Nhưng không những các thần minh của người Syria còn hiện diện tại đây, người ta còn thấy cả vết tích của thần Panias của người Hy Lạp. Ngoài ra, dưới thời của ông, quận vương Herode còn cho xây cất một đền thờ bằng cẩm thạch trắng. Trong đó, ông cho khắc tượng của hoàng đế Cesare và buộc dân chúng tôn thờ hoàng đế này như một vị thần. Quận vương Philippe, con của ông, đã đặt tên cho thành phố là Cesare và thêm vào tên của ông. Từ đó, thành phố này được gọi là Cesare Philippe. Sau này, quận vương Herode Agrippa lại đổi tên thành phố này thành Neronias để tôn vinh hoàng đế Nero. Đứng từ xa, người ta cũng có thể thấy được khối cẩm thạch của ngôi đền thờ ngoại giáo và vẻ uy nghi trang trọng của một thành phố được bao phủ bởi quyền uy và các thần minh của đế quốc La Mã. Chính tại nơi đây mà một người thợ mộc vô danh của miền Galilee, một kẻ không nhà không cửa, không có nơi gối đầu, không có đồng xu dính túi, đã chọn để tỏ lộ tâm tích của mình. Chính tại đây và vào giữa lúc giáo quyền Do Thái đang âm mưu tiêu diệt Ngài mà Chúa Giêsu đã tỏ hiện như đấng cứu thế. Ngài đứng ngay trên vùng đất đầy những đền thờ và tượng của các thần minh ngoại giáo. Ngài đã đến ngay nơi các thần minh của người Hy Lạp đã từng nhìn xuống cư dân. Ngài xuất hiện tại nơi mà tượng của hoàng đế La Mã đang thách thức chủ quyền quốc gia của người Israel. Chính tại đây mà người thợ mộc Nazareth long trọng hỏi các môn đệ: người ta bảo ta là ai? Một số người nói rằng Ngài là hiện thân của Gioan Tẩy Giả, người mà quận vương Herode Antipas đã ra lệnh chém đầu. Với không ít người, Ngài là tiên tri Elia tái giáng. Nói như thế, người ta nhìn nhận rằng Chúa Giêsu cũng là một tiên tri vĩ đại chẳng khác gì Elia. Tên tuổi của Jeremia cũng được nhắc đến. Vị tiên tri này có một chỗ đứng đặc biệt trong niềm mong đợi của dân Israel. Người ta tin rằng trước khi dân Do Thái bị bắt đày sang Babylon, tiên tri Jeremia đã lấy hòm bia ra khỏi đền thờ và cất giấu trong một hang động trên núi Nebo. Trong niềm mong đợi của dân chúng, trước khi đấng cứu thế xuất hiện, vị tiên tri này sẽ trở lại và vinh quang của Thiên Chúa cũng sẽ bao phủ dân Ngài. Khi dân chúng đồng hóa Chúa Giêsu với tiên tri Elia hay tiên tri Jeremia, họ muốn dành cho Ngài một vinh dự cao cả nhất. Nhưng dĩ nhiên, trong tâm trí của dân chúng, dù cho Ngài có được tin nhận như một vị tiên tri cao cả đi nữa, niềm mong đợi của họ vẫn còn nặng những hệ lụy chính trị. Trong niềm mơ ước và tưởng tượng của họ, Chúa Giêsu chính là vị cứu tinh đầy quyền uy của một quân vương hay tướng lãnh mà Thiên Chúa sai đến để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ ngoại bang. Do đó, liền sau khi Thánh Phêrô đại diện cho nhóm 12 để tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu liền loan báo cuộc khổ nạn mà Ngài phải trải qua. Đứng trên đống tro tàn vinh quang của loài người để hỏi ý kiến các môn đệ về con người của Ngài, Chúa Giêsu muốn cho các ông thấy rằng vinh quang đích thực của Ngài không phải là quyền lực của loài người. Quyền bính, danh vọng đích thực mà Ngài trao ban cho Thánh Phêrô khi đặt Ngài làm thủ lãnh nhóm 12 và cai quản giáo hội chính là quyền bính và danh vọng đặt trên phục vụ, mà tột đỉnh chính là cái chết.
và các bạn thân mến. Thánh Phêrô mà hôm nay giáo hội mừng kính đã hiểu được ý nghĩa đích thực của quyền bính và danh vọng ấy. Chính tại Roma, thủ đô của một đế quốc xây dựng trên sức mạnh của kiếm cung và danh vọng phù phiếm của cuộc đời chống qua, mà thánh nhân đã bị treo lên thập giá như thầy mình. Nhưng cái chết ấy mới thật sự là thể hiện của quyền lực. Đó là quyền lực của tình yêu và phục vụ. Thánh Phaolô, vị thánh cùng được tôn vinh với thánh Phêrô hôm nay, trước khi hoán cải, cũng chỉ biết có mỗi sức mạnh là sức mạnh của bạo động. Nhưng kể từ lúc bị ngã ngựa, ý thức được sức yếu đuối của con người, thánh nhân đã nhận ra được sức mạnh đích thực của thập giá Chúa Giêsu, đến độ đã tuyên bố: "Tôi chỉ biết có mỗi một Chúa Kitô chịu đóng đinh." Từ đó, vị tông đồ dân ngoại sống bằng một sức mạnh mới. Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là sức mạnh của một con người chỉ biết cậy dựa vào ân sủng, tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Phêrô và Phaolô là hai cột trụ vững chắc trên đó Chúa Giêsu xây dựng giáo hội của Ngài. Hai cột trụ ấy cũng chính là lòng khiêm tốn, sự hoán cải, niềm tín thác mà hai vị thánh luôn đặt vào tình yêu của Chúa. Đó cũng phải là tâm tình của chúng ta khi kính nhớ hai vị thánh này. Lạy Chúa, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã nêu gương tin tưởng khiêm tốn và tín thác nơi quyền năng của Chúa. Nhờ lời các ngài bầu cử, xin cho chúng con cũng luôn tiến bước với niềm tin tưởng và phó thác vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Chúa đã gọi tên con, dù con đây những nỗi lầm, phần con yếu đuối mong manh, nào đâu con xứng hồng. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô và Phaolô. This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.